Hello mọi người, hôm nay Hoa lại làm một clip này gửi tặng cho mọi người ha. Thì Hoa biết mọi người hiện tại bây giờ cũng đang rất là gặp phải vấn đề về làn da mình không được khỏe lắm. Thì làm clip này lại mọi người lại kêu mùi quảng cáo mọi người ha. Thì đây là cái chai mà tinh gọi là kem dưỡng trắng da rất là mịn da mà Hoa dùng mấy năm nay rồi. Bên cạnh đó có cái chai tinh chất vàng nữa và nước hoa hồng. Thì đó là ba bước dưỡng da vô cùng cơ bản. Tuy nhiên hôm nay Hoa sẽ làm cái em này là một cái em hoa sinh đeo tóc ha. Và chất kem rất thơm, rất mịn và giúp mình á, làn da mình nó được kiểu như là thẩm thấu rất nhanh và không lo tình trạng bị bết rít mọi người ha. Đấy, và mọi người thường có cái lo lắng là nó sẽ bị trắng ảo hay là nó kiểu như là nó hơi bị dày da đó. Thì em này là mình dùng cảm thấy nó rất là thích luôn. Và Hoa đã dùng này lâu rồi. Thì đi đâu cũng mọi người cũng hay bảo làn da Hoa đẹp hết. Thực ra là Hoa xuyên dùng với lại Hoa dùng đúng loại mọi người ạ. Này, chất kem thẩm thấu rất là nhanh và rất là thơm luôn mọi người. Rất nhanh, rất thơm và không gây bết rít. Một ngày có thể dùng em này 2 lần mọi người ha. Cả nhà nên rửa mặt sạch xong dùng nước hoa hồng nha. Nước hoa hồng Nhật Bản, Hoa cũng hay làm clip đó. Thì dùng cái đó xong rồi dùng tinh chất vàng để giúp cho da mình căng bóng, chống lão hóa và da của chúng ta được dưỡng độ ẩm. Sau đó thì dùng cái em này lên là kem dưỡng trắng nha. Còn nếu mọi người lười quá thì dùng em này cũng được. Tuy nhiên kết hợp với tinh chất vàng và nước hoa hồng á, thì một combo nó sẽ mang cho làn da của mình nó được gọi là trẻ khỏe hơn. Hoa cũng hay soi gương thấy mình cũng còn xinh xinh đó mọi người. Thực ra thì không phải là xinh như thế nào mà vấn đề là làn da mình nó bị khỏe, không bị tổn thương nhiều, cũng không bị sần sùi mà nó căng, nó bóng, nó trắng, nó mịn. Vậy là được rồi mọi người ha. Điều quan trọng là chọn được cái sản phẩm mà phù hợp. Và rất hơn ở chỗ là em này phù hợp với tất cả mọi loại da, cho nên mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm mà sử dụng ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người, những khách hàng đã luôn tin tưởng đặt hàng của Hoa, hàng do tiếp viên hàng không cung cấp mấy năm nay ha. Zalo Hoa là 0932 027 151 và trang fanpage là hàng sách tay Hoa Popo. Và Facebook của Hoa như thế nào thì Zalo cũng y chang như vậy đó. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ngoài ra thì kênh YouTube của Hoa là hàng sách tay Hoa Popo, tiếp viên hàng không nha. Hoa cũng đăng lên rất là nhiều clip. Rồi, xin được cảm ơn rất nhiều quý khách hàng. Ngoài ra bên cái dòng mỹ phẩm làm đẹp thì cũng còn có sâm nấm nè, đông trùng hạ thảo, đột quỵ, nấm linh chi, rồi hả nấm thượng hoàng ngừa ung thư ha. Đấy, các dòng tai biến mạch máu não cũng như là sâm nước, sâm khô, sâm tẩm mật ong. Rồi, xin cảm ơn khách hàng rất nhiều và chúc mọi người luôn luôn dùng sản phẩm của Hoa sẽ cảm thấy là an toàn tuyệt đối cũng như là mang được một cái hiệu quả tối đa.